Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh mà cậu bé đang chuẩn bị lên giường đi ngủ này. Hãy cùng tô với mình nhé. Chiếc quần thì tô màu xanh. Tôi luôn cả bộ màu xanh luôn. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
tiện sống bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn tô nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.